Hello, chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh giày siêu hiệu nha. Hôm nay thì em đã chán những cái đôi giày hiệu rồi cả nhà ơi. Rồi tới cả nhà một cái bộ sưu tập những cái loại da độc lạ nha, cực kỳ độc luôn cả nhà, và chắc chắn là rất hiếm rồi. Lâu lắm rồi em mới gom lại được một cái bộ sưu tập mà nó nhiều cái chất liệu mà độc lạ như vậy gửi tới cả nhà nhá. Hy vọng cả nhà sẽ ủng hộ em trong cái album độc lạ này cả nhà ơi. Rồi, đầu tiên là một em giày Loafer. Em này thì chất liệu của nó là bằng da chân đà điểu cả nhà nhé. Đây là những cái vân ở chân của con đà điểu này cả nhà nhá. Đó, những cái vân của nó khá là to, đều, đẹp. Và đặc biệt là cái vân này nó có cái tông màu rất là lạ nè, màu xanh lá. Màu xanh lá ha. Rất đẹp và độc luôn, thật sự là rất là hiếm luôn á. Ở nhà nhìn này, hai bên của nó nhá, khá đều đẹp, và chất da này thì nó bóng mịn. Lên chân thì thật sự là điểm nhấn của nó nằm ở cái phần mu này rồi cả nhà ơi, không cần phải nói nhiều nữa ha. Rồi ở giữa là cái khóa này, cái khóa của thương hiệu Tetoni cả nhà nhá. Em này tới từ một cái thương hiệu lừng danh của Ý nữa, Tetoni, chữ T viết tắt nhỏ xíu này. Và cái phần này nó làm bằng hợp kim ha, hợp kim màu titan nhé, không phải màu đen đâu, nên là nó rất là óng ánh và đẹp. Rồi xung quanh của em này thì da thật và màu đen ha, da thật màu đen, hầu như là chưa có chảy xước gì nhiều. Form loafer của em này cũng rất là tiện dụng, dễ mang, mình chỉ việc xỏ chân vào là đi thôi cả nhà ơi, không cần phải mang dây mất thời gian nhé. Đây, đế jean này, Tetoni này cả nhà ơi, made in Italia. Phần gót của nó là một cái phần còn zin luôn nha, Tetoni chưa mòn là bao nha. Đôi này thì bao bền và cả nhà đi còn lâu lắm, yên tâm đi cả nhà ơi. Đế da khâu này, đế da khâu xịn sò ha. Và em dán chống trượt phía trước cho cả nhà mình luôn rồi, các anh chỉ việc lên chân là đi thôi, không cần phải làm gì thêm nhá. Quá đẹp rồi cả nhà ơi. Lót zin bên trong này, màu đen ha, phần lót bằng da chữ Tetoni đây cả nhà nhé. Nó mờ cái phông chữ rồi nhưng mà bên dưới nó vẫn còn nè. Đó, lòng trong mới và sạch nha cả nhà, mềm êm ha, nó không có cứng đâu. Là phần da trên mu thì rất đẹp rồi. Rồi em siêu phẩm này size chuẩn là 41, mã chốt hàng là D42 nhá. Gửi tới cả nhà mức giá 2,8 triệu cả nhà ơi. Những cái đôi giày của em gửi tới cả nhà hôm nay á, không chỉ là mình đi đâu mà nó còn có ý nghĩa về sưu tầm nữa nha. Anh nào vừa chân và thích sưu tầm những cái loại động vật lạ thì ráng chọn cho mình một đôi ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo là một em Oxford cực kỳ và độc lạ luôn nha, patina phải nói là nghệ cả củ luôn này, màu tông đỏ này, rồi nó đánh patina đen này, rồi rất là đẹp luôn, tông màu đỏ đen là chính nha cả nhà. Đánh patina độc quá trời độc luôn. Form Oxford này thì là một cái form phải nói là cũng rất là đẹp luôn ha. Phần mũi bên trên thì nó trơn này, trơn ha. Đó, nó không có những cái hoa văn họa tiết gì hết. Đấy, và nó chỉ có những cái viền lỗ đục này, nó chạy ở bên trên cái lỗ đục thôi ha cả nhà ơi. Bên trên phần sỏi dây thôi nha. Da của em này thì rất là dày, dày nhưng mà nó lại mềm ha, dày nhưng rất là mềm, nên là đôi này khi mình đi vào chân nó sẽ rất là thoải mái nha. Form Oxford phải nói là rất là sự nữa. Đôi này thì da hầu như nó không có chảy xước gì nhiều cả nhà nha, không chảy xước gì nhiều, mũi thon gọn, rất đẹp luôn, tông màu quá là lạ, đẹp phải nói là đẹp lạ lùng. Em này tới từ thương hiệu Lan Mao nha cả nhà ơi, có hình sư tử có cánh này ở bên trong này. Lót này, da nó khá là dày nha, lót bằng da luôn nha. Nói chung đôi này full da, khá là dày cả nhà thấy không? Cứng cáp lắm cả nhà ha. Đế da này, đế da khâu Goodyear ha. Cả nhà thấy cái đường may của nó là quá uy tín rồi này cả nhà nha. Rất xịn sò, và bên trên chủ cũ nó dán chống trượt sẵn rồi, mình không cần phải làm gì thêm. Đế của em này là đế da xịn quá ha, và mòn rất ít nha cả nhà, mòn rất ít nha. Đôi này cả nhà mình đi rất là bền luôn á, thật sự là rất là bền ha.
đẹp quá trời, chắc chắn là không đụng hàng luôn rồi cả nhà ơi. Em này thì size của nó lại là một cái size 41 cho tới 415 nhá. 41 cho tới 415, mã chốt hàng là D46. Em gửi tới cả nhà mức giá 2,5 triệu ha. 2,5 triệu nha cả nhà. Rồi. Gửi tới cả nhà đôi giày mocha màu cam của nhà Prada này. Đẹp nhức nách luôn. Và em này chất liệu da Safiano. Đó, em này thì trong clip trước em đã lên rồi, rất nhiều anh hỏi em, nhưng mà có một anh khách anh rất là ưng, anh đã đặt cọc rồi. Nhưng mà rất tiếc là anh đi không vừa cả nhà. Không vừa cả nhà ơi, nên là em lên lại em này cho cả nhà nha. Anh nào vẫn đang quan tâm thì inbox cho em con này nha. Prada da Safiano. Độ mới của em này là 97% nha. Đế chưa mòn là bao. Đó, màu cam rực lửa luôn. Quá đẹp và độc nha. Đôi này em đã giới thiệu trong clip trước rồi, nên đôi này em xin phép là lướt qua thôi. Chỉ báo là còn ha. Em này size chuẩn là 39 nha. Anh khách em 395 đi không vừa nè, nên là chuẩn 39 cả nhà ơi. Mã chốt hàng là C5 ha. Gửi tới cả nhà mức giá 3,8 triệu nha. 3,8 triệu cho một em giày mocha tông màu rất rất đẹp. Rồi cả nhà ơi, một đôi giày phải nói là lần đầu tiên mới gặp luôn đó cả nhà. Một đôi giày tới từ một thương hiệu rất lớn của Paris. Em này tới từ nhà Pierre Cardin. Với chất da là đà điểu ha. Đà điểu, những cái mụn này, vân đà điểu này cả nhà ơi. Đó, đà điểu thật nhá, không phải dập đâu cả nhà nhá. Dập em không chơi ha, cả nhà thấy không? Đó, những cái mụn của nó này rất là mềm và êm ha. Dễ, cả nhà dễ phân biệt thật với giả lắm. Cả nhà sờ vào nó có một cái độ mềm, mịn và êm. Đấy là thật rồi. Còn những cái nào mà mình sờ vào thấy nó nhám nhám tay là khả năng hàng không chuẩn rất là cao ha. Đấy, và đặc biệt là em này cả nhà nhìn theo, một mẫu đờ bi trơn. À, nhưng mà cái mũi của nó này nó phối rất là độc ha. Một chút xíu cá sấu thôi cả nhà. Nè, một chút xíu cá sấu thôi là một cái điểm nhấn và nó là rất độc luôn. Thành ra là em này hai loại da nha. À, cá sấu này, mũi này và da đà điểu ha. Full đen. À, dễ mang, dễ phối đồ lắm. Và bên hông của nó cả nhà nhìn theo, nó rạch thêm hai cái đường nữa này. Nhìn rất là độc lạ luôn. Thật sự là em DB này nó là một cái mẫu rất độc lạ. Và em cũng mới thấy lần đầu. Điều quan trọng là em này nó lại tới từ nhà Pierre Cardin. Đấy, cái đế jean này, Pierre Cardin Paris nữa cả nhà. À, đế da khâu ha. Đế da khâu và em dán chống trượt sẵn rồi cả nhà ơi. Phần gót thì chưa mòn là bao này. Đó, đế da chưa mòn bao nhiêu luôn đó cả nhà. Da của em này thì cực kỳ mới luôn. Hầu như nó không có chảy xước gì cả nhà ha. Lót jean, trời ơi, Pierre Cardin Paris màu đen nè cả nhà ơi. Lót jean nha. Phần da đà điểu thì cũng rất mềm và êm nha cả nhà. Nó không có cứng nữa đâu. Cả nhà thấy không? Rất là mềm êm đi. Đôi này cả ngày rất là ổn luôn nha. Form quá đẹp luôn ha. Dễ phối đồ lắm. Rồi, em này size chuẩn là 40. 40.5 có thể bon chen được nha. Và mã chốt hàng cho em này là D44. Gửi tới cả nhà mức giá 2,9 triệu nha. Những anh nào mà thích fan hâm mộ của Pierre Cardin á, thì mình cũng biết rồi. Một đôi giày bình thường của nhà Pierre đã 4-5 triệu rồi cả nhà nha. Đó là Pierre Việt Nam nha. Em nhắc lại là Pierre Việt Nam. Còn em này là Pierre Paris nha. Đó, đẳng cấp nó khác biệt hẳn nha cả nhà. Và chưa kể cái da của nó nha. Da của nó lại là một cái loại da nữa, không phải da trơn đâu. À, đây là da đà điểu nha. Chắc chắn là nó sẽ đắt hơn rất nhiều rồi cả nhà ơi. Rồi, tiếp theo gửi tới cả nhà một em giày cá sấu ha. Cá sấu ha cả nhà. Em này thì tới từ một cái thương hiệu của Mỹ. Một em mocha size nhỏ. Size nhỏ thì lâu lắm em mới có này. Em này thì tới từ nhà Collagen nhá. Collagen size 38.5 mới chịu. Size này nhiều anh hỏi em lắm, nhưng mà thật sự lâu em mới có thôi. Và D, mã chốt hàng là D48 nha. Gửi tới cả nhà mức giá 990k cho một đôi mocha tới từ nhà Collagen. Em này độ mới rất là cao, gót hầu như chưa mòn là bao này. Những cái gai của nó rất là cao, sâu ha. Cả nhà nhìn là thấy rồi này. Ma sát rất tốt và đi rất là vững luôn. Độ mới em này khá là cao, phải 97% ha.
dập vân cá sấu nha cả nhà, em này dập vân nha, nên là em bán với mức giá rẻ thôi, 999k, số con số phong thủy. Em này thì có một cái nơ bằng da ở trên mu này, nhìn cũng điệu đà một chút xíu, nhưng mà mẫu này lên chân rất là đẹp nha cả nhà, màu nâu đậm, màu nâu đậm nha, không phải màu đen đâu. Đó, dòng mocha thì dễ mang lắm cả nhà ơi, form thon gọn nhẹ nhàng cho các anh chân nhỏ ha. Phía sau gót của nó cũng có những cái gai này, gai nó khá là sâu nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy những cái gót của nó còn rất mới này. Con này còn mới lắm, hầu như nó còn mới tinh này. Côn hen, lót jean này, bên trong nó cũng dập cá sấu luôn nha. Đi nó rất là mềm và êm nha cả nhà. 38.5 thôi cả nhà ơi. Anh nào vừa chân thì nhắn cho em nha. Nhắn cho em nha cả nhà, chỉ có 999k thôi. 999 đoá hoa hồng D48 cả nhà nha. Rồi tiếp theo một em kịch độc nữa gửi tới cả nhà này. Em này là da lươn biển nha cả nhà. Em này là da lươn biển nha. Cả nhà biết những con lươn biển là cái gì? Đó thì cái da của nó cực kỳ là mỏng luôn đó cả nhà. Phải nói là siêu mỏng nha. Và để mà thuộc được những cái loại da như lươn biển thì cái công nghệ kỹ thuật của nó rất là khó luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy này, nó chỉ làm được những cái miếng nho nhỏ thôi ha, rồi nó mới ghép lại thành cái đôi giày này, chứ không có một cái miếng da to của lươn biển đâu, rất là khó và hiếm luôn đó cả nhà. Đôi này là một cái mẫu Oxford màu đen, và cái mũi của nó này rất là nghệ ha, nghệ quá trời, vót nhọn này. Đôi này cả nhà mình lên chân đối với những cái đôi, đối với những cái bộ đồ màu trắng thì cực kỳ đẹp trai lịch sự nha. Đó, đẹp lắm cả nhà ơi, rất là, nói chung là chuẩn size ca luôn ha, chắc chắn là không đụng hàng đâu. Những cái đôi lươn biển này thì khá là hiếm. Em này thì tới từ một cái thương hiệu handmade của Ý, nó không làm đại trà nhá, không làm đại trà cả nhà ơi. Em này tới từ nhà Leo, made in Italia, đế da độ mới rất là cao, gót mòn ít nha cả nhà. Đây, gót mòn rất ít. Rồi, thương hiệu của em nó nè, Leo, made in Italia, lót jean nha. Cả nhà nhìn thấy không? Uy tín luôn. Form của nó này, không cần sushi ha. Rất là đẹp. Đấy, quá đẹp luôn. Và các anh lưu ý là với cái mũi này thì chân thon ha, đi rất là đẹp. Đấy, chân thon đi rất là đẹp ha. Rồi, em này thì size của nó là cái size chuẩn 41 này. Mã chốt hàng là D47 nhá, gửi tới cả nhà mức giá yêu thương 1.900.000 thôi cho một cái đôi giày handmade của Ý. Đó, và với cái da lươn biển cực kỳ là hiếm ha, cực kỳ hiếm luôn. Rồi, quá đẹp. Rồi cả nhà ơi, nãy giờ thì chưa có cái chất da cá sấu, giờ em gửi tới cả nhà một đôi với chất liệu da cá sấu này. Đây là cái mẫu Penny Loafer, rất là kiểu như quốc dân nhá. Một cái mẫu mình rất là hay thường gặp này. Những cái vân cá sấu của nó rất đều và đẹp cả nhà thấy không? Full ha, full cá sấu luôn, chứ không phải là nó dập một vài chỗ đâu. Em này là full cá sấu ha, cá sấu thật nha cả nhà. Nhìn những cái vân của nó rất là mềm mại và nó có một cái độ bóng á, rất đẹp luôn. Đây, ở dưới đế của nó này, nó còn dập một cái logo, nó ghi rõ ở đây này, chất liệu cá sấu này, da cá sấu này, tiền nuôi crocodile, cá sấu cả nhà nha. Đế da khâu nha cả nhà, rất uy tín này. Những cái đồ này thì quá là xịn rồi, mình đi vài năm, 5-7 năm bình thường ha. Em dán chống trượt phía trước và sau luôn cho các anh này này, rất chỉnh chu nha. Đấy, các anh chỉ về chỉ việc đi thôi, và bảo quản em nó thật là tốt là được rồi. Em này size chuẩn của nó là 42 này, mã chốt hàng là D43. Em gửi tới cả nhà mức giá 2.600.000 ha, 2.600.000 cho một cái em giày da cá sấu thì quá rẻ ha. Lòng trong của em này là lót da này, màu vàng nha cả nhà. Đây là màu vàng. Em này thì tới từ thương hiệu Zenly cả nhà nhá, lót jean màu vàng, rất là mới và đẹp ra cả nhà. Những cái đôi này lên chân thì rất là sang trọng rồi. Đó, và mọi người sẽ biết ngay là mình đang mang một cái đôi giày cá sấu xịn sò ha. Nhớ nha, cái logo này,
chứng nhận ra cá sấu thật. Rồi cả nhà ơi, một đôi giày da đà điểu nữa nhá, gửi tới các anh này, da đà điểu ha. Em này thì da đà điểu này cả nhà, phần bên trên nè rất là đẹp. Em này là một cái form loafer cũng rất là dễ mang nhá, cái form này rất là dễ mang này, thon gọn, không có bè ha. Những cái vân cá vân da đà điểu, những cái mụn của nó này đó, đều rất là đẹp ha. Anh nào thích cái loại da đà điểu thì chọn cái đôi này cho em ha. Đây. Em này là những cái vân đà điểu cả nhà thấy không? Còn nguyên nhá, hầu như nó chảy xước cực kỳ ít luôn. Đó. Và em này cũng tới từ thương hiệu rất là xịn sò, Moracci của Ý. Moracci, Atettoni là những thương hiệu nó cũng rất nổi tiếng nha, Moracci này. Đó, phần trên thì chủ cũ nó dán rồi ha. Đó, phần gót thì cả nhà thấy này, đế da chưa mòn bao nhiêu nha. Những cái đế này thì cả nhà mình đi phải nói là cực kỳ bền luôn, cực kỳ bền ha. Lót jean nè cả nhà ơi, ở đây nó có cái logo tem Moracci này, nhưng mà nó theo thời gian thì nó bị mất rồi ha. Đấy, nhưng mà lót jean màu của nó tông sạch tông nha cả nhà, màu kiểu như là màu xám này. À, rồi dưới lưỡi gà thì nó có cái chun nữa nhá. Đấy, để cả nhà mình dễ mang dễ xò, cũng như là bước đi nó rất là thoải mái ha. Em này thì size của nó là size 42 ha, 415 mà chân bè cũng được luôn. Và mã chốt hàng cho em này là D45. Em gửi tới cả nhà mức giá 2,4 triệu. Rất là rẻ, mềm, êm, dễ chơi. Rồi, cuối cùng là một cái đôi giày với một cái chất liệu rất là độc lạ nha. Này là lông ngựa, màu xanh navy nha cả nhà. Lông ngựa ha, cả nhà nhìn này. Đấy, bên trên lông ngựa nó có vẻ như là màu xanh biển đó cả nhà. Còn bên hông nó là xanh navy đậm này. À, cả nhà nhìn này ha, đây là cái màu thật nha cả nhà, cái màu thật của nó này, lông ngựa sờ nó rất là mịn màng mượt mà ha, hai bên nha. Đây là cái dòng mocha rất là độc lạ nữa này, gọi tới các anh nhá. Đó, một cái mẫu mocha với một cái nơ lắc chuông bằng da, nó làm cái điểm nhấn ở trên phần mu ha, phần còn lại là cái da thật. Đấy, da thật màu xanh navy nha, có dập logo của hãng này, hình hai cái cánh chim đại bàng nha, Armani. À, da còn rất là đẹp. Đế này dòng mocha nha, đế cao su mềm êm và nó may hết rồi ha cả nhà. À, những cái gai của nó thì hầu như nó còn nguyên ha. Đấy, em này size chuẩn của nó là size 41.5, mã chốt hàng là D48. Em bán 1,5 triệu cho đôi mocha của nhà Armani này nha, rất đẹp luôn. Lót jean này, Giorgio Armani. À, lòng trong màu vàng ha, mềm êm. Cái gót của nó, cái lớp da này, nó có độ dày vừa đủ để nó giữ cái form rất là đẹp ha. Rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, anh nào thích mẫu nào thì nhanh tay nhắn cho em nha. Số điện thoại và Zalo của em là 0921 967 567 nha cả nhà. Em cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà trong video ngày mai ạ.